Dịch tả lợn châu Phi đã lan tới 54 tỉnh thành. Hơn là đàn lợn chúng ta sạch, không bị bệnh. Nếu ai có điều kiện, doanh nghiệp đã có điều kiện dự trữ thịt đông lạnh, giúp cho thị trường chúng ta không bị xuống giá lúc này. Và đề phòng sốt tới đây vào quý 3, quý 4 sẽ khủng hoảng thiếu. Giải pháp nào để cấp đông thịt lợn? Thưa quý vị, hiện thì có khoảng 5 triệu con lợn đã đến tuổi xuất chuồng nhưng mà không tiêu thụ được. Mà không tiêu thụ được thì rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh và bị tiêu hủy. Nông dân thiệt hại thì đã đành. Một nguy cơ lớn hơn nữa đang rình rập thị trường và người tiêu dùng. Đó là thị trường có thể sẽ thiếu nguồn cung thịt lợn vào cuối năm nếu mà số lợn này không được xử lý thành thịt và cấp đông ngay. Số lượng cần cấp đông ngày càng nhanh thì càng tốt và nay đang chiếm khoảng 17,8%, tức là gần 1/5 tổng đàn lợn của cả nước. Vì vậy mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã nhấn mạnh việc phải sớm cấp đông để mà tránh thiệt hại từ dịch bệnh. Tuy nhiên thì quá trình này gặp nhiều khó khăn vì thực hiện phải tuân thủ một cái quy trình nhiều công đoạn từ kiểm dịch đến khâu giết mổ cấp đông rồi mới đưa vào kho để mà lưu trữ. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp tỏ ra lo ngại rằng là cái chi phí cấp đông sẽ làm tăng giá thịt lợn và gây khó khăn cho việc tiêu thụ. Đằng sau lưng tôi đây là một khu cấp đông. Để có một miếng thịt được cấp đông thì sẽ phải mất từ 6 đến 8 tiếng và ở nhiệt độ là âm 40 độ C. Và cái chi phí cấp đông 1kg thịt theo tính toán thì là khoảng tầm 4.000 đồng. Ngoài chi phí cấp đông thì phí lưu kho trong vòng 6 tháng cũng mất 3.600 đồng 1kg thịt. Như vậy nếu đem cấp đông thịt ngay thì đến cuối năm giá thành sản phẩm sẽ phải cộng gần 8.000 đồng 1kg là phí cấp đông và lưu kho. Nhiều doanh nghiệp băn khoăn thị trường chưa quen với thịt cấp đông, giá thành lại cao nên sẽ khó bán. Cái khả năng tiêu thụ cái thịt đông lạnh này ở thị trường như thế nào? Cấp đông trữ đông thì khi nào chúng ta giải phóng hàng tồn kho? Đây cũng là một cái rủi ro và cái câu hỏi này chúng ta vẫn là một cái dự báo, Câu hỏi này doanh nghiệp rất cần. Như vậy thì các cơ quan ban ngành phải có một sự dự báo. Theo đại diện Bộ Công Thương, năng lực cấp đông của chúng ta khá hạn chế. Hiện số doanh nghiệp có kho lạnh, có năng lực cấp đông lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay và chủ yếu phục vụ nhu cầu của chính họ. Khả năng cấp đông mà của các doanh nghiệp thu mua, giết mổ và chế biến của Việt Nam hiện nay chúng ta còn rất hạn chế. Và cái việc cấp đông sản phẩm thịt lợn trong một thời gian dài với khối lượng lớn sẽ gặp khó khăn về cái nguồn lực, cơ sở hạ tầng cũng như là tài chính. Ngoài ra, hiện cả nước chỉ có 387 cơ sở giết mổ tập trung, trong khi có hơn 27.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cũng dẫn đến khó khăn trong việc thu mua, giết mổ đúng quy trình. Trong một buổi họp gần đây, thì đại diện Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết là cả nước có khoảng 14 doanh nghiệp có kho lạnh và năng lực cấp đông. Nhưng mà đã có 5 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lợn sữa, cho nên là sẽ không tham gia. 9 doanh nghiệp còn lại có tổng công suất kho cấp đông khoảng 6.000 tấn thịt lợn, nhưng mà đang cấp đông là 1.200 tấn thịt. Như vậy là kho chỉ còn trống khoảng 4.800 tấn, một con số là quá nhỏ so với tổng sản lượng thịt của 5 triệu con lợn đang cần được trữ lạnh trên thị trường. Chủ thể ước tính là 5 triệu con lợn thịt cần được cấp đông thì tương đương với bao nhiêu ký. Tuy nhiên khi mà được hỏi thì các doanh nghiệp họ đều khẳng định rằng là nếu mà có cái chính sách hỗ trợ thì họ sẵn sàng tham gia cấp đông thịt lợn. Theo đại diện của doanh nghiệp này, họ sẵn sàng tiếp nhận lợn sạch từ các trang trại, hộ chăn nuôi để giết mổ, cấp đông, tạm trữ thịt. Để có thể cấp đông và lưu kho hết công suất khoảng 500.000 con lợn tại nhà máy này, doanh nghiệp cần trên dưới 200 tỷ đồng. Nên họ rất mong muốn thời gian tới thịt đông lạnh nhập khẩu sẽ được kiểm soát, không ảnh hưởng tới việc tiêu thụ thịt đông lạnh trong nước. Các doanh nghiệp có năng lực để cấp đông, bảo quản như thế này, mà khi chúng tôi chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm, mà nhà nước lúc ấy, ngành thú y lại cho nhập khẩu ồ ạt thịt lợn của các nước, ví dụ như ở Mỹ hoặc các nước khác vào, thì lúc đấy chúng tôi sẽ rất khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm và có thể có cái nguy cơ dẫn đến phá sản. Còn đại diện một chuỗi cung ứng lạnh cho biết, tiền điện chiếm tới 60% chi phí cấp đông và trên 30% chi phí lưu trữ. Chính vì vậy, nếu được miễn phí tiền điện cũng giảm không ít giá thành sản phẩm thịt đông lạnh khi ra thị trường. Chi phí đầu vào nó cần hỗ trợ nhất là cái chi phí về tiền điện. Hiện tại chúng tôi đang được tính theo cái chi phí tiền điện kinh doanh với cái mức phí khá là cao. Như vậy là nó sẽ đẩy cái chi phí và sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng cao. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn đề xuất giảm lãi suất huy động thu mua lợn cho các hộ chăn nuôi, miễn phí kiểm dịch